Xe nào càng hiếm càng lạ thì mình càng thích. Nó như vậy đó. Ủa, chết mẹ. Cái đèn hết lên rồi. Cái project này lâu lắm rồi. Thứ nhất là mình đã lấy mình được anh Vũ anh tặng và anh Võ Chú anh tặng chiếc xe này. Thật sự tới bây giờ mình mới có thời gian mình dọn. Thì hôm nay mình qua bên DK Watch để mình clean từ trong ra ngoài hết. Chúng mình sẽ đây tới đây coi nè. Mấy cái này ảo lắm. Lúc trước là nó bị bạc thì mình trong một cái lần mình đặt những cái phụ tùng con này về ở bên Thái Lan, mình phải nhờ kit bên Thái Lan mua về. Thì có một lần Vinh quên mất cái miếng này lúc trước là nó bị bạc nè. Đúng cái miếng nhựa này luôn, bị bạc rất là xấu, bạc trắng nó móc luôn. Tại vì nó là nhựa nhám mà mình không có giữ thì nó sẽ hư. Đó, rất là lâu rồi, xe này cũng rất là lâu, năm mười mấy năm rồi. Và cái mặt nạ và cái giày trước mình cũng quên mua luôn. Ở đây không ai bán phụ tùng con cá R 110 này hết. Đó là chuyện rất là bình thường, tại vì các bạn biết là xe này ở Việt Nam rất là hiếm. Và hầu như là không có xe hải quan chính ngạch, rất là ít. Và kể cả cái cộng đồng cá R 110 ở Việt Nam cũng vắng, rất là vắng vẻ, điều hưu lắm, cho nên mình thích thì mình chơi thôi. Lúc trước thì mình đã chơi con MSX, mình đã dọn full đồ, mình làm máy tùm lum tà la. Sau khi bán thì mình rất là tiếc, mình không mua lại được chính cái chiếc mình bán. Mình thử là mình phải đi xin anh Vũ một con này về chơi. Cảm ơn anh Vũ sao tôi anh Vũ Nova nha, anh Vũ hoài. Ok, tới đây cái con này nó có gì đặc biệt? Nó chỉ có 110 phân khối thôi, và mình xin nhắc lại là nó rất ít ở Việt Nam. Mình thử là hình dáng này nọ nó lạ. Xe nào càng hiếm càng lạ thì mình càng thích. Nó như vậy đó. Mình muốn trải nghiệm thật nhiều dòng xe 110 mà lại sử dụng cơm dầu. Đó, tại sao mà mình không biết là tại sao nó lại dùng cơm dầu nữa các bạn. Các bạn nhìn tay bên này nè. Đây, có một cái lai dầu. Đó, đây là cái này giống như tên BT Thắng. Dầu, rồi, như bên lốc nồi có dầu luôn. Rất là lạ. Thực ra cái cảm giác thì nó êm hơn, và nó cái cảm giác mà nó cắt côm, nó cắt nồi, nó cũng mượt mà, nó cũng nói chung là lạ. Có nhiều cái cho mình ấy lắm. Rồi, qua đây nè, cho các bạn xem cái hộp số con này nó cũng ngộ các bạn. Trước giờ là 1 tới 4 lùi đúng không? Nhưng con này ngược lại, 4 tới 4 lùi luôn. Đó, kiểu vậy ha. Đây, cái này đang là số N ha. 1 nè, 2 nè, 3, 4, đó, hết số ha. Lùi mà, 2, 3, 4, rồi về là số M. Đúng lạ luôn. Xe rất là nhẹ các bạn. Xe nhẹ vậy thì là các bạn biết là bên mua giờ để bên làm gì rồi đúng không? Thôi hôm nay trong xó mình không quậy được, mình giỡn xíu thôi. Rồi, ở đây có một cái baga custom. Bên Thái và bên Indo thì họ chơi xe là nhiều, rất là nhiều xe. Rồi cặp lốp của một xe Monkey. Có mấy cái này của GTR là mình mới thay mấy cái này. Không hiểu sao nó lại bị ố rồi. Không hiểu. Mấy cái ốp lốp cũng là ốp lốp đồ chơi. Rồi ở đây có một cái gấp cũng là gấp đồ chơi nè. Mâm đồ chơi, vỏ là vỏ Monkey. Dễ thương. Cái này là bên mua của mấy cái xe, mấy cái chiếc độ của CD á. Mấy con 67 đồ á, cái phần di động nè. Đó, mình mua về mình chế. Nó rẻ bèo rồi, có mấy chục ngàn, trăm ngàn à. Xe này để mình phá nên mình không muốn đập quá nhiều tiền cho nó. Nói thôi chứ bữa giờ dọn có mấy triệu à. Nắp bình xăng Chita, cái này cũng mua đồ cũ. Bộ dây dầu heo full ở bên Tabu Shop. Đó, nguyên bộ dây dầu heo xịn luôn, trước sau 3 cộng. Trước 1 cộng, sau 1 cộng, thắng dĩa 2 mà. Có 2 thắng dĩa mà. Rồi cái bộ nồi. Ben thì Benexin. Bô là bô dắt bên dắt lên trên đàng hoàng nha. Dắt nguyên cái bô lên trên luôn. Thấy không? Đây có mã code nè, Kawasaki. Con này tên đầy đủ là Kawasaki KSR110. Thực ra là cái khó nhất của Vinh là Vinh phải tìm được hai cái dĩa zin, dĩa trước dĩa sau zin rất là mệt. Mình phải đặt hãng bên Kawa bên Thái Lan á, rồi ship về. Thì hai con này thì đồ đạt thì mấy trăm ngàn thôi, nhưng mà các bạn biết á, mỗi lần mà mình mua á, mình phải gom lại thì cái tiền ship á mình mới khỏe được. Chứ mà mình mà mua từng món mình ship về á, tiền ship nó mệt mỏi lắm. Cái mâm này các bạn biết là nó rất là giống cái mâm gì? Giống mâm xe hơi. Nhìn nó dễ thương lắm. Đây các bạn nhìn.
giống như máy mâm xe hơi vậy đó. Thì cái size của nó là hệ 12. 12 đây có nghĩa là 12 inch. Còn cái lốp á là 120/70/12. Đúng không? 120/80/12 là Vinh đã lên 10 rồi, nhưng mà thôi mong mốt mà con này lốp này Vinh đi cũ á, Vinh sẽ xuống lại cái hệ bánh đúng như hãng của nó là 170. Rồi Vinh coi lại coi, 120/70/12 là xuống lại 10. Nó hơi cạ cộng sơn chút xíu bạn. Nó hơi cạ cộng sơn chút. Và cái chống cũng là mấy cái đồ chơi rồi đó. Cho cái xe nó màu mè. Dàn tem thì mình sử dụng của AK Premium xưa giờ. Ví dụ như anh em có muốn sử dụng tem hoặc là độ tem dán BBS thì liên hệ Vinh. Vinh sẽ design cho các bạn rồi Vinh sẽ đem xe các bạn đi làm nếu các bạn không có thời gian. AK Premium ở Tân Bình nha. Có cái đèn này dễ thương lắm. Đèn này bên Thái Lan bán mấy trăm ngàn rồi. Rồi thấy không? Làm giống như là Gundam rồi đó, Megatron rồi đó. Sáng không? Sáng chứ. Qua đây em, qua đây em. Ủa đâu rồi? Mở điện đâu quên mất tiêu. Đợi bên xíu, thì những cái quên mở điện đâu. Ủa, chết mẹ. Cái đèn hết lên rồi. Khoa. Cái đèn hết lên rồi. Chắc cái xúc dây ở đâu. Máy đóng dây điện này nó hơi quằn các bạn. Đóng dây điện này nó hơi không có được đẹp lắm. Con này thì mình đã mua một cái lon Terminoni dắt bên đây rồi. Nhưng mà mình chưa có thời gian mình đi làm cổ với lại gắn cái lon bô. Thì cái thế lon bên này á, nó rất là dễ thương. Đúng nghĩa là nó tối ưu tất cả luôn các bạn. Tối ưu rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì cái xe này nó khá là nhỏ so với lại con MSX đó. Thì MSX thì anh em nó không có xa lạ gì rồi. MSX thì nó cũng nhỏ. Nhưng mà so với con này thì con này chỉ bằng một nửa chiếc đó thôi. Tại vì sao? Tại vì cái yên của con này á, và cái xe này á, không có chở người được. Đó, nó chỉ là chạy, chỉ là đi solo thôi. Không có chở ai hết đó. Thành thử là muốn chở cũng hơi mệt, là phải có một cái đồ chế các chân cho người ngồi sau rồi gắn một cái yên phụ. Thì mỗi lần Vinh chở vợ đi xe này thì nó chở nổi, nó tải nổi, phục là Vinh đã làm lại hết, phục trước phục sau là Vinh đã làm, Vinh lại phục hồi đã làm lại new hết luôn đó. Nhưng mà bây giờ xe nó đang phục, nó rất là đó, đang rất là ngon nha, phục phê lắm. Chơi mấy xe mini này cảm giác nó vậy các bạn. Mình về mình khắc phục mấy cái mình muốn nó vui lắm. Đó, upside down nha, phục upside down. Xe 110 thôi, máy nằm. Xe của Kawa. Mà nó có mấy cái nó làm cho mình thấy nó rất là thú vị. Ngoài ra là cái dàn điện nó hơi xấu thì có thể là một ngày nào đó mình sẽ làm lại hết. Mà thật ra cũng không cần thiết. Không cần phải làm chi luôn, xe này đi bốc đầu rồi chạy vòng trong nhà không à. Thế cũng không có cần phải siêu can hay gì hết. Cho nên để lấy hồi câu lại cái đèn thôi là được rồi. Cặp xi nhan nó xấu quá. Cho nên Vinh tháo ra thôi. Đó, đại loại là dọn như vậy là nó đã ok rồi. Cái bạn bao tay Ninja mà nó zin từ ở bên Nhật Bản á, để yên á đi về luôn nè. Là xe bên Nhật á là nó đi cái này nè. Dòng này là dòng của Harris. Thì cái bao tay lửa cho con Vespa là cũng của hãng này. Đó, này nó hiện nguyên chữ Ninja. Nó không bị chảy nhựa, nó hay lắm, để ngoài nắng rất nhiều nhưng mà nó không bị chảy nhựa nha. Lúc nào nó cũng cứng gì hết. Để mình coi nó made in gì. Này nó không để made in gì. Không biết nữa, nhưng mà để lấy hồi quay cho anh em xem. Ok lắm. Máy móc thì bên chạy lên được cũng 80 á. Đo với lại mấy xe kế bên nó cũng 80, 60, 80 á. Lật quanh vậy cũng vui. Quay lại cái vấn đề là cái hình dáng xe thì nó nhỏ hơn một nửa. Nó nhỏ hơn một nửa so với lại MSX. Rất là nhỏ. Đó cũng là một cái thú vị. Tại vì bình thường các bạn sử dụng một cái xe nó to rồi, mà bây giờ mình sử dụng một cái xe nó nhỏ, nó càng nhỏ mình càng thấy thích. Đó là tại sao mà những anh em chơi mini bike họ rất là nghiện là vậy. Và họ còn đổ những cục máy hả 300-400 phân khối để làm cái gì? Để cảm giác là sao? Giống như là chỉ có bạn và cục máy thôi, không có một cái gì nó rườm rà và nó bự. Đây các bạn có thể thấy nè, Vinh ngồi là nó đã hết cái yên rồi. Tại vì xe này thiết kế một người, thì cái người ngồi sau muốn thì sẽ ngồi đâu? Thì sẽ ngồi ra hướng này. Thì mình sẽ có một cái yên phụ ngoài này nữa để cho cái người ngồi sau ngồi. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử các bạn coi bên cái thế bên chạy vòng đây nha. Đề máy hơi kêu tại vì cái cò cam nó gõ mà mình cũng không quan tâm.
xe này cũng nẹt deadline cứng cứng nhắc à. Đó, nhỏ xíu luôn các bạn. Là Vinh cái chân Vinh là Vinh không có quẹo trái được luôn á nè, quẹo trái là đụng luôn nè. Xe rất là bé, nó không có thoải mái như em edit đâu. Đó, muốn quẹo không là phải banh cái chân ra vậy. Nó đụng liền các bạn, đụng liền. Nhỏ xíu rồi dễ thương ha. Giảm xuống hết là nó sẽ lại về N. Đó, cho nên bạn nào mới chạy lần đầu sẽ hơi trigger, kiểu sao xe này số ngộ vậy đó. Rồi giờ mình có nhờ Khoa sơn cái kèn đó, kéo có một món sét thôi. Bữa cái kèn nó sét lẹt à, cho nên mình phải tháo ra mình sơn. Sơn xong là thấy tổng thể nó ok liền. Còn lốc máy nó nóng nó bạc theo thời gian mình phải chịu rồi. Đây có giò đạp nha. Đó. Rồi thấy vui không? Nó ngộ vậy đó. Ừ. Nó như mấy con mà MSX mà hết bình là chịu. Là thua rồi, đâu có làm được gì phải không? Đó, bạn thấy mạnh không? Đạp mạnh dễ sợ luôn á. Đó. Hết bình đạp không sao hết. Hư đề cũng được, đạp nổ liền. Mấy con này là để trong kho mấy năm cũng được, không mình không có sợ. Chỉ cần cái bình nó đừng có chết thôi. Còn bình mà còn ngon, còn nuôi được là còn đạp được, hư đề cũng được không sao. Bạn đạp nó vẫn lên, không sao hết đó. Nhiều khi bình yếu á, các bạn không có thể nào mà các bạn đề nổi. Chứ là một cái trường hợp nào đó mà về điện thì mình có cái giò đạp nó rất là khỏe. Đó là lý do tại sao mà những cái xe cào cào, những xe địa hình, con này nó cũng hơi la lai địa hình, thì thường thì họ sẽ gắn giò đạp để giảm thiểu rủi ro mà bạn đang trong rừng, hoặc là những cái đường xấu, đường cát, đường rừng, đường xa, mà lỡ mà về đường điện mà nó bị trục trặc mà chúng ta không ấn đề được thì còn có cái này nó cứu. Thì gắn thêm cái này thực ra là nó cũng, những xe mới sau này thì nó hơi mất thẩm mỹ và nó khá là vướng víu các bạn. Nó khá là vướng víu cho nên sau này người ta cũng không dùng đến. Nhưng mà riêng Vinh thì ví dụ như là con này tự nhiên cái nó có giò đạp thì mình dùng, mình thích. Nó ra đi ra cái đạp nổ cái ơi lạ. Có gì đó nó hay. Xong rồi cái có cái cung dầu nữa. Đó như vui. Thì mình trải nghiệm được nhiều xe thì mình càng thấy nó dòng xe nào nó cũng hay, dòng xe nào nó cũng có sự thú vị riêng của nó. Vinh quá bự so với xe bạn. Và xe nó rất là nhẹ nha. Xe nhẹ hèo à. Và nhất nó cũng lên nữa. Nó quá là nhẹ đây cho nên gần muốn đi đâu nó gần, dắt đi đây đi đó nó cũng khỏe. Dắt ra cái nổ máy lên đi cái kiểu nó chill các bạn. Ai làm gì làm mình cứ chạy tàn. Thì đó là cái mà mình rất là thích trên con KRR110 này. Có rất là nhiều anh em chơi KRR110 dọn lên cái số tiền nó lên đâu đó khoảng chừng 300 triệu rồi. Quá là khủng. Thì sắp tới Vinh, nếu mà anh em thích được cái dòng xe này thì Vinh sẽ mượn và Vinh review cho anh em xem cái con KRR110 mà dọn full như vậy nó sẽ như thế nào. Cục máy ta ke, nồi khô, bô, phuộc, full option hết. Nhìn không còn ra con KRR110 luôn. Tại vì sao? Tại vì dọn quá nhiều rồi. Rất là đã. Tới đây rồi là nó sẽ hoàn thiện rồi đó. Ở đây là có một cái đồ chụp di động nữa mà bữa giờ bên rửa xe mình để nhà, để mình về mình gắn cho anh em coi nha. Dễ thương. Cái đó không mà 300 mấy 400 ngàn. Đúng kiểu mình thích á, đúng như cái mình mê cái là mình mua. Chút mà nó lại vui. Chứ nhiều khi mà dọn nhiều tiền, nhiều đồ quá thì mình lại không có enjoy được cái xe. Mình cứ bị đặt nặng vô vấn đề là phải nhiều đồ á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem drone và xíu nữa mình sẽ trải nghiệm trên GoPro với các bạn nha. Đó, nhìn lại dòng nè, rồi anh em mình đi test cái đó bọn này nè. Đây có cái bãi sân chơi bé.
đẹp không? Đây có nguyên cái chùa dễ thương lắm, nhìn nó rất là cổ kính các bạn, cổ kính chứ không dễ thương. Dễ thương là phải màu sắc này, không phải màu sắc các bạn, kiểu cũ lắm. Xong rồi đó. Có điều bây giờ mình phải đi chỉnh cái đèn lại, nó bị mất cái rồi, phải kiểm tra lại. Rồi xong, dính thùng rác xấu chứ sợ. Ok, test drive nha. Mẹ thấy số 1 đó. Số 1 có dài không? Đừng có giỡn nha. Hơi bị khủng đấy. Số 1 dài lắm. Eco này như độ rồi, mở giới hạn rồi. Ui chà, nó nắng. Nắng quá, giờ này không làm được gì luôn á. Có cái miếng kia che đây đẹp lắm, mình caro. Con này chạy tàn tàn vui lắm các bạn. Kiểu nó nhẹ người đó và nó rất là dễ luồn lách. Lực máy nó cũng vừa đủ nữa. Mình không có sợ nó bị yếu quá hay là không có đủ để tăng tốc vượt xe thì không nha. Con này 110 lần. Chứ xe 50 thì cũng hơi đuối, chứ con này 110 thì cũng khỏe. Đó bạn thấy không? Tăng tốc rất là ok. Êm luôn á. Ê, không mấy mình đeo bao tay vô được không? Bao tay bên bán nha. Anh em còn mấy đôi à, mong anh em ủng hộ nha. Bên không ốp quá bạn ơi, không ốp được. Chưa ốp được chứ không phải không ốp được. Mình đang sale rất là rẻ, 400 mấy à, nửa giá hàng chính hãng à. Zalo số này nè, liên hệ bên. Coi gió anh em đang ủng hộ rất là nhiều, cho nên mong là anh em hãy trải nghiệm thì cứ liên hệ bên để trải nghiệm coi gió nha. Hết xăng, để đi đổ xăng luôn. Hết xăng bữa giờ, không có, bên không có đồng hồ, bên chưa mua được đồng hồ nữa. Thử là bên chưa gắn. Một xíu rồi đèn xanh cũng được. Hơi bị ghê à. Còn được nữa đó, mà lên chậm đó bạn. Phần do cái lốp này nó không có được, cũng bị mất đi 50 km/h. Nó đẹp ha, nhìn nó đúng kiểu kiểu gọi là địa hình. Đó, đó là chủ tiệm rửa xe nói bên vậy. Mấy cái lề này leo cái một à, thật sự lẹ lắm luôn á. Đang nở quê không? Vấn đề là chúng ta không muốn vác một con xe nó quá mệt và nó quá nặng để mà đi vòng vòng một quãng đường không quá xa các bạn. Giờ phải đờ luôn rồi. Trăm mười đó, chạy với 125, 150 không phải không? Xe nó có chút bé thì máy nó khỏe. Đấy, còn như vậy thôi. C
Còn mà anh em máu chiến thì anh em thả mấy cục máy Kitako với lại Takegawa vô thì thôi, mình cũng không thích bạn bự quá. Mình cũng không muốn trải nghiệm lại những cái đó làm gì. Ví dụ như các bạn chưa chơi mấy con FD125 á, FD125 của mình. Ví dụ như các bạn chưa trải nghiệm mấy cái dòng đó thì ok, chơi thử thì nọ cho biết. Chứ mình đã chơi rồi thì mình chỉ muốn nhỏ nhỏ bé bé vậy thôi. Kiểu gì đó, nó duyên gì đó, nhưng mà mình phá, mình bóp đầu, mình nạt bô nó không có bị cái gì hết. Nó cũng vẫn có thể có khả năng bị, nhưng mà sẽ khả năng bị nó thấp. Và có sửa nó cũng nhẹ vậy. Các bạn thấy sao? Anh để lại bình luận cho mình biết nha. Gần 500.000 sub rồi, rất mong anh em sẽ không tiếc một cái lượt đăng ký và like comment bên dưới để ủng hộ những content mình làm. Anh em muốn xem gì thì cứ liên hệ bên dưới cho mình nha. Để mốt mình đi gắn bô này cũng khá là vui nè. Nghe thử âm thanh của nó khi mà gắn bộ độ coi nó ra làm sao. Cũng hơi tò mò đó các bạn. Mình chạy qua tìm sửa xe gần nhà cho anh đó, anh kiểm tra luôn. Đi luôn hả? Đi học luôn hả? Ok. Giờ lại bên test thử xe khách. Dạ, đi liên tục. Nắng quá anh ơi. Đánh chạy thử nha. Đây, khách tới đem xe cho bên dọn. Em ngồi đây để anh thử cái. Dọn lại máy móc.